Chào, mình là Dương Quốc Thịnh nha. Bữa nay mình sẽ quay cái cầu sắt quay mới rồi cho các bạn coi nha. Cái mặt trên này nha, cái mặt trên của cái cầu sắt quay nha các bạn. Tại vì có một số bạn yêu cầu quay cái cầu sắt quay lại giùm, cho nên bữa nay trời cũng hơi râm râm, ráng quay cho cầu sắt quay mới nha các bạn. Nó mới sửa năm rồi là năm 2019 đó nha các bạn. Thì bữa nay mình review lại cho các bạn coi cầu sắt quay mới nè. Cầu sắt quay mới nha, mưa cũng lầm râm. Đây quay cho các bạn coi. Thì dài 128 m. Cầu sắt quay mới nha các bạn. Thì bữa nay mình review lại cho các bạn coi. Đó. Cầu sắt quay mới nha. Thì cho các bạn coi. Xưa thì nó cũng thiết kế lại nè, cái đường hành lang nó cũng nó có che chắn kỹ lắm, cũng làm kỹ lắm. Đó. Cho các bạn xem. Thì bữa nay theo chân mình nha, cầu sắt quay mới. Đây, nó làm mới lại rồi nè, mới là năm 2019 theo chân mình nha. Đạp không nổi sao? Đạp lên không nổi hả? Đạp lên không nổi hả? Cái này mình không đa, mình đi đường này được không? Không đa đi đường trong được không? Thôi giờ chạy đường ngoài đi. Thì người ta làm cũng cái độ dốc nó cũng ít, nhưng mà chính giữa thấy làm như hơi quằn nha các bạn. Cái độ quằn nó có, nó không làm cong đó mà nó làm quằn đó. Đó phía bên kia là bùng binh chỗ đường chùa Hang Voi á, chùa Hương đó đó. Thì bữa nay mình review lại cho các bạn xem đó. Nó còn sắp quay mới thì nó thiết kế rồi lại là nè. Còn cái cầu lòn chỗ này nó gọi là cầu cầu hang nha các bạn. Đó. Cái này thì người ta cũng bán nè. Thì người ta cũng bán nè. Đỡ cái đẹp 35 ngàn. Đỡ cái đẹp. Bán đỡ không? Cho gửi xe chút nha. Đỡ cái đẹp 35 ngàn. Cho gửi xe chút nha. Đỡ cái đẹp. Rồi đằng kia là người ta bán bán gì đi, người ta bán bánh tét rồi đó, 35 ngàn. Bánh tét, bánh cúng rồi đó các bạn. Nửa cái tép, đây mình quay cho các bạn xem. 35 ngàn. Cái này là tép này dùng nào vậy? Bánh tre. Bánh tét đây, bánh cúng đây. Quay mình quảng cáo vùng miền mình, không quảng cáo. Bây giờ nào cho coi ngược lại này nha, đi bộ ra coi nha. Bây giờ nó có làm xanh đèn đỏ nữa nha các bạn. Nó hơi mưa nữa, nó hơi lầm rầm. Đây. Đây mình lội cho các bạn coi nè. Đó, cái đường hành lang là như vậy.
đang nhìn nó làm chắc chắn lắm mấy người đi bộ nha. Theo chân mình nha, chịu khó chút nha. Đó, ai có thích thì vô like review, like cho mình, subscribe, đăng ký giùm. Đó. Nó làm chắc chắn hơn hồi xưa nhiều nha các bạn. Ai có thích thì vô like đăng ký giùm. Cái hướng này là chí nghiệp rồi nha các bạn. Hướng này là chí nghiệp rồi nè. Đó, cái hướng này về cầu Sơn nè. Cái hướng này về cầu Hòa Khánh rồi đó. Đó. Theo chân nha, chịu khó chút nha, đi bộ à. Đó. Thì nó làm chắc chắn lắm, an toàn lắm, nó khỏi muốn tới cái đầu mình, nếu ai thấp thấp rồi tới cái đầu luôn. Đó. Tôi sắp quay nha. Đó. Cái hướng này là về Cẩu Sơn nè. Cẩu Sơn, Nguyễn Đức Quân rồi đó các bạn, nó cái góc đó là Nguyễn Đức Quân đó các bạn. Đó. Đó, sông này sông Sa Giang nha các bạn. Nó làm những cái trụ cầu này nó bảo vệ cái cầu. Nó bảo vệ cái trụ cầu nha các bạn. Đó. Nó bảo vệ dưới sông, nó bảo vệ. Đó. Nó bảo vệ nha. Đó, có những cái những sông. Đó, Việt Nam đi. Đó. Thì các bạn có thấy không? Đó, nó làm lan can nè. Lan can này nó chắc chắn lắm. Thì nó làm chắc chắn cho mình cảm giác mình an toàn lắm. Nhưng mà chính giữa là làm như cảm giác nó quằn ta. Đi nó hơi nhúng ha. Thì cảm giác nó hơi nhúng quá. Đó. Mình đi ở trong nha các bạn, chứ còn phía ngoài xe nó chạy thì mình đi nó ảnh hưởng người ta. Đó. Đó. Cho các bạn coi đó. Cái trụ cầu á, nó làm những cái trụ cầu nè, nó làm những cái trụ cầu á, thằng mình nó bảo vệ nha các bạn, bảo vệ cái cột cầu. Chỉ có nhiều chiếc xà lan nó bẻ lái không được á, hơi lầm râm nha các bạn, hơi lầm râm chịu khó coi chút đi. Bữa nay có đi chuyện làm luôn chứ. Đó. Là đi bộ nha. Cái này mình đi về hướng do Trường Án nè. Có hai cái này là hướng này đi về do Trường Án nè. Qua bên phường 3, phường 4 rồi đó. Đây những cây sao còn lại này nha các bạn. Còn sót lại nè. Đó. Bây giờ nó cũng sao nó không biết đó, nó cưa rồi bây giờ nó trồng lại cái cây nhỏ nè, trồng lại cái cây nhỏ nè. Đó, cái góc nhà này là hình như là nhà của cô Phát hồi xưa nè, góc này nè, góc này đâu, góc này nhà cô Phát nhưng mà giải toán cấp 2 á, đâu góc này nè, đó đâu có góc này nè, nhà cô Phát mà giải toán trường Tân Quy Tây hồi xưa đó. Ngược lại này nha. Mình dội ngược lại nè. Nó cũng hơi lầm râm. Cái máy nó sợ này, nó hư, sợ hư máy thế mẹ. Đó. Vậy có nhiều bạn yêu cầu là quay cái cầu sắp quay ngày nay nó làm sao. Đó. Thì mình đó, nó có mặt trong này nha các bạn. Cái mặt trong này. Mặt trong á thì nó cũng hoành tráng lắm chứ không ấy nè, thấy không, cũng mệt đó. Cái này, cái hướng này là về Sa Giang á nha các bạn, mình tôm Sa Giang á, cái hướng này nè, chỗ nhà ông thầy Nhung rồi đó nha, cái góc này nè,
góc trên bờ là nhà thầy Nhung rồi đó. Thì các bạn có cảm nhận được thì cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ nhiều người dùm nha. Đó, đi bộ là nói rồi đi bộ nè. Đây cái nhà mặt ngoài này nha, la can nè. Đây từ cái khúc này là hồi xưa là năm 83, 84, hình như 83 chứ không phải 84, 83, 84, 84, 83, hai năm đó, đó thì nó sập từ cái khúc này. Đó. Thì bữa nay mình quay lại cho các bạn nhắc lại cái chuyện xưa nè, cái này cái mặt trong nè, còn mặt ngoài này cái khúc này là nó bị gãy cái năm tám mấy đó, 83, 84, hai năm đó đó. Tháng 12 năm 83 là tháng 4, tháng 5, tháng 3, tháng 12 năm 83, 22 tháng 12 đó. Thì mình sẽ quay cho các bạn coi đó, những cái hướng này nè, những cái đó quay cho các bạn coi. Cái hướng này là về nàng hai rồi đó, về nhà máy xe gian đó cho các bạn. Còn cái góc bên kia đó, cái góc đó đó là nhà thầy Nhung rồi đó. Rồi đó ai có đi học thêm đó thì nhớ nó nha, góc đó đó. À, có lan can đó. Thì các bạn cảm nhận được thì nhớ cho giới thiệu nhiều người giùm, đăng ký giùm mình. Cho một like. Mưa cũng hơi râm râm, chắc cái máy không sao. Đó. Đó những cái cột này nè. Những cây cột này nè là nó bảo vệ cái trụ cầu nha các bạn. Nó bảo vệ trụ cầu nha các bạn. Đó, bên này một cái nữa nè. Bên này một cái nữa nè. Đó, nó bảo vệ trụ cầu. Bảo vệ trụ cầu nha các bạn. Tại có nhiều cái chiếc xà lan nó cái ghe bự nó điều khiển không được, chứ nó không phải cố tình nó đâm vô gãy trụ cầu luôn, thì cầu bên lứt á đó. Thì các bạn có thích thì nhớ đó, thì cái khúc mình đang đi nơi này nè là đó nó bị gãy đó, gãy nó nằm bên hông này nè. Giờ tàu ghe bây giờ nó bự lắm nha các bạn. Nó cái hướng ngược lại này nha các bạn. Cái này review kỹ đó, tại vì mình quay ở dưới thì nhiều người cũng yêu cầu là quay ở trên giùm lại đó. Đó, cái hướng này là về bên bên do trường án đó, bên phường 3, phường 4 rồi đó. Thì các bạn có thích thì nhớ cho một like, một cái đăng ký nha các bạn. Đó, những cây sao của thời Pháp thuộc đã trồng lại còn tới bây giờ đó, thấy không? Thấy không? Quý lắm mà, nó là quý lắm mà, nó giữ đất, giữ nó làm không khí mình tốt. Rồi. Thì bây giờ nè, mình chuẩn bị đi qua chỗ Bùng Binh này nha. Đi qua chỗ Bùng Binh nha. Bên chỗ chùa Hang Voi. Ở cái góc đó là thì phải chụp hình Hoàng Minh đó nha các bạn. Chí Ký nè. Chí Ký đó. Chí Ký nè. Đây là nhà Chí Ký nha. Đó. Đây, những chiếc ghe, nó chở đồ nhiều lắm, thấy không? Đó. Thì bạn theo chân mình nha, chuẩn bị. Thì cầu sắt quay nó làm lại cho cái cảm giác của người ta an tâm lắm. Đó. Người ta an tâm lắm.